Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội co vòi trước Đức, nguyện xin cho dẫn độ, không dám bắt cóc bậy Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn quả là một ca rất khó đối với ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng Phía Đức đã bắn tin cho biết bà Nhàn đang ở Đức và họ cũng đang đề phòng một vụ bắt cóc có thể xảy ra tương tự như trường hợp của vụ Trịnh Xuân Thành Trong lãnh thổ của Đức không một lực lượng quốc gia nào khác có thể lộng hành qua vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại ấn tượng cực xấu đối với chính quyền và người dân tại Đức. Với sự cảnh giác cao độ của phía Đức, Tô Lâm mà dám làm liều thực hiện thêm một lần nữa bắt cóc, thì có khi hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vụ bắt cóc cách đây 7 năm. Hà Nội hết dám bắt cóc Trên bàn cờ chính trị hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng rất cần nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Việc bắt bà Nhàn là vấn đề quan trọng, là vấn đề sống còn đối với một nhân vật lớn trong tứ trụ và có lẽ ngoài con đường xin phía Đức cho dẫn độ thì đảng không còn cách nào khác. Phương án bắt cóc thì cần phải gạt sang một bên bởi nó quá rủi ro. Mới đây, ông phó trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho rằng, việc xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cơ sở để dẫn độ tội phạm. Ông Yên cũng nói rằng khi mới chỉ là đối tượng truy nã và chưa có bản án sẽ rất khó khăn trong việc hợp tác quốc tế. Nhưng một khi đã là tội phạm và bản án đã tuyên có hiệu lực thì tội phạm nhất là đối với tội liên quan đến tham nhũng, kinh tế sẽ không có nước nào dung thả với những quốc gia Việt Nam chưa ký hiệp định hữu trợ tương pháp. Phó ban nội chính Trung ương cho biết sẽ thực hiện nguyên tắc có đi có lại. Lúc này không phải chỉ lực lượng điều tra của Bộ Công an mà các cơ quan chức năng của Việt Nam ở nước ngoài như ngoại giao đều phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta sẽ cố gắng quyết tâm và tin rằng việc này sẽ có kết quả, ông Yên khẳng định. Ông Tô Lâm đã làm cho hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mắt chính quyền Đức trở nên rất tồi tệ. Vậy là phía Hà Nội đang chuẩn bị mọi thủ tục như có thể để mà chứng minh cho phía Đức thấy rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người có tội cần phải bị dẫn độ về Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ. Điều kiện đủ là phía Đức có chấp nhận lời thuyết phục từ chính quyền Hà Nội hay không. Đã một lần bất tín thì vạn lần bất tin. Rất khó để thuyết phục chính quyền Đức lúc này Bởi chính quyền này đang có ấn tượng xấu về Đảng Cộng sản Việt Nam Chính tờ Nhật Báo Thát đã cho biết Phía Hà Nội đề nghị dẫn độ Nhưng phía Đức đã bác bỏ Không biết phía Hà Nội cũng thuyết phục Berlin như thế nào Ai sẽ là người đến Đức để du thuyết đây Ai cũng có thể đến Đức làm việc với dẫn độ Nhưng có lẽ không thể cử một người đã từng đến châu Âu bắt cóc như ông Tô Lâm được Đối với quan hệ quốc tế Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đừng dùng ông Tô Lâm đi liên kết, bởi ông này đến đâu thì chỉ có vẻ như hư bột hư đường đến đấy mà thôi. Rất khó để mà có thể dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam. Nếu có thể thuyết phục được phía Đức đồng ý dẫn độ thì cũng không dễ dàng dẫn người về nước. Trước khi bị dẫn độ, đương sự phải thông qua phán quyết của tòa án nước sở tại, mà ở Đức không giống như ở Việt Nam. Ở các nước dân chủ, tòa án thì độc lập với chính phủ và quốc hội trong nhiều trường hợp tòa án và chính phủ không cùng ý kiến không phải ngẫu nhiên mà ông tô lâm cho lập mạng lưới cài người ở nước ngoài và duy trì một quỹ riêng chỉ để đánh hơi và chỉ điểm để công an việt nam sang bắt cóc người việc bắt cóc nếu bị lộ thì chỉ bị chịu chuỗi tai tiếng mà thôi nhưng ngược lại nó rất hiệu quả và nhanh chóng ý đồ của đảng cộng sản việt nam chưa chắc qua mặt được phía đức vậy nên việc thuyết phục phía đức cho dẫn độ bà nhàn là rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hà Nội co vòi trước Đức, nguyện xin cho dẫn độ, không dám bắt bậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin bế tắc của thủ tướng nếu nền kinh tế dựa vào nguồn lực từ sản xuất công nghiệp thì đấy là nền kinh tế có nền tảng vững chắc nhìn lại nền kinh tế của nhật bản và hàn quốc họ dựa vào cái gì nền kinh tế của hai quốc gia này ai cũng biết là dựa vào khoa học và công nghệ tiên tiến đã nói đến khoa học công nghệ thì nói đến nền kinh tế tri thức ngay cả những quốc gia không nổi tiếng về sản phẩm công nghệ trên thế giới thì những thành phần kinh tế dịch vụ của họ cũng dựa vào chất xám nhiều hơn là dựa vào lao động chân tay như tại Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đang dựa quá nhiều vào bất động sản. Được biết, thị trường bất động sản và các ngành nghề liên quan những năm vừa qua đã đóng góp trên 20% GDP của Việt Nam. Một tỷ lệ được cho là quá cao trong nền kinh tế. Chính vì thế mà sự trồi sụt của thị trường bất động sản kéo theo nền kinh tế đất nước cũng khốn đốn theo. Việt Nam đã qua 2 năm sau đại dịch nhưng nền kinh tế thì vẫn cắm đầu trong bể khó khăn. Cùng lúc đó là thị trường bất động sản lại đóng băng, các đại gia bất động sản lần lượt bị bắt giảm. Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết, Trương Mỹ Lan vân vân, đều là những đại gia bất động sản từ Bắc chí Nam. Ngoài ra, đại gia Lê Thanh Thản, người đang dính quá nhiều sai phạm, cũng là người kinh doanh bất động sản ngành bất động sản tạo ra sản phẩm của nó là nhà ở, chung cư, khu thương mại vân vân. Nhà không thể xuất khẩu nên cuối cùng nhà làm ra rồi bán cho người dân Việt Nam cũng là bán cho người nước ngoài nhưng không đáng kể. Việc mua đất xây nhà rồi thổi giá đất lên giá thật cao chót vót để kiếm lời là cách làm giàu kiểu móc túi chứ không phải là làm giàu bằng cách tạo ra sản phẩm tiêu dùng cho xã hội như các ngành sản xuất. Đầu tư bất động sản giàu rất nhanh nhưng đó là cách làm giàu cho các đại gia, chứ đất nước không thể giàu lên được. Người này giàu lên thì ắt có người kia lại nghèo đi. Lấy ví dụ như vụ thủ thiêm thì rõ ràng, nhà nước lấy đất của dân 18 triệu đồng mỗi mét vuông, nhưng lại giao cho doanh nghiệp bán ra tới 350 triệu đồng mỗi mét vuông. Thế mới tạo ra dân oan khắp nơi cả nước và họ đã bị cước tước đoạt quyền sống và kinh tế của mình đấy là hình thức làm giàu theo kiểu tước mất tài sản của người nghèo người thấp cổ bé họng và trao cho người giàu để cứu lấy nền kinh tế thì cũng lại bám vào bất động sản vì lâu nay nền kinh tế của đất nước này không dựa vào chất xám mà phụ thuộc quá nhiều vào bất động sản nên dù biết cứu bất động sản thì người dân sẽ càng vượt mất cơ hội an cư nhưng không có cách nào khác buộc phải cứu công nghệ việt nam thì có gì đâu chẳng có gì cả. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa sản xuất được con ốc vít đúng tiêu chuẩn quốc tế cho cái máy điện thoại. thì nền kinh tế này làm sao đứng trên đôi chân công nghệ cho được? Có người cho rằng Việt Nam này đã khác, đã có Vinfast sản xuất được xe mang thương hiệu Việt. tuy nhiên vụ bê bối lộ tẩy xe Vinfast đặt hàng từ Z ở Trung Quốc rồi chỉ mang về Việt Nam lắp ráp và dán thành thương hiệu của Việt Nam thì một lần nữa chứng minh rõ ràng. Nền công nghệ của Việt Nam là con số 0 tròn trĩnh. Ông Phạm Minh Chính đang tháo gỡ khó khăn cho bất động sản. Khi nền kinh tế đã lao dốc thì với vai trò của người đứng đầu chính phủ, ông Phạm Minh Chính sẽ bế tắc trong vấn đề vực dậy nền kinh tế. Bởi nền kinh tế sản xuất gia công của Việt Nam thì lại phụ thuộc vào đơn đặt hàng từ nước ngoài, muốn vực dậy nền kinh tế sản xuất cũng khó bởi có yếu tố bên ngoài chi phối giờ chỉ còn thao gỡ khó khăn cho bất động sản mặc dù ông thủ tướng thừa biết bất động sản mà hồi phục lại thì lại tiếp tục thổi bong bóng vào thị trường khiến cho người dân ngày càng mất đi cơ hội sở hữu nhà ở một nền kinh tế dựa vào bất động sản quá nhiều là nền kinh tế què quặt việt nam sẽ không thể phát triển được nếu cứ dựa dẫm vào lĩnh vực này để lấy con số tăng trưởng việc thổi bong bóng vào thị trường bất động sản cũng dẫn đến vòng luẩn quẩn bất động sản phát triển nóng, sau nóng lại là đóng băng, sau đóng băng là giải cứu. Cứ như vậy, vòng luẩn quẩn, tuần hoàn gặp lại, các đại gia bất động sản thì được cứu, còn người dân thì ngày càng mất cơ hội an cư. Để giải cứu nền kinh tế rõ ràng, ông Phạm Minh Chính đang bế tắc. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bế tắc của Thủ tướng, nền kinh tế dựa vào bất động sản quá nhiều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo chấm đề